Hello, xin chào tất cả đại đình nha, mình là Công Thức TV đây. Thì hôm nay đại đình cũng hay thắc mắc, cũng là có một cái câu hỏi cho mình, đó chính là làm sao mà để mà biết cái điện thoại mình có bị người khác theo dõi hay không. Thì ngày hôm nay á, là mình xin hướng dẫn đại đình hai cái cách. Là cái cách thứ nhất á, là cách theo dõi Zalo của người khác, và cách thứ hai á, là cái cách để nhận biết cái điện thoại mình có bị người khác theo dõi cái Zalo hay không nha đại đình. Thì một khi á, là người ta đã theo dõi được cái Zalo của mình á, là người ta sẽ biết hết toàn bộ tin nhắn hoặc là này đó của mình hết, thậm chí cả là những cái tin nhắn là mình có ẩn rồi, người ta vẫn biết luôn nha đại đình. Mình đặt mật khẩu mình ẩn luôn nhưng mà người ta vẫn biết bình thường. Thì trên tay mình đây là có hai cái điện thoại nha. Thì mình sẽ dùng cái điện thoại này để là theo dõi cái điện thoại này cho đại đình cùng xem nha. Thì cái cách mà theo dõi cái điện thoại người khác thì rất là đơn giản thôi. Đó chính là trên cái điện thoại thì mình đây, trên điện thoại thì mình vô cái ứng dụng là Google nghe đại đình. Đây vô Google Chrome hoặc là Google bất cứ Google nào cũng được chưa. Bây giờ mình sẽ xài Google Chrome nha, tại vì trên nền tảng rồi á thì Google Chrome lúc nào cũng có sẵn. Thì bên thứ nhất là mình sẽ vô Google Chrome đây. Đây bây giờ mình sẽ vô cái phần mà vô cái chữ Zalo nghe đại đình. Đây vô cái chữ Zalo BC nè. Đây đại đình thấy cái chữ Zalo BC không? Đó, nhấc vô chữ Zalo BC và mình sẽ đăng nhập cái Zalo vô trước nha đại đình. Đây. Vô ngay chỗ đăng nhập. Đó. Thì có hai cái cách mà đăng nhập cái Zalo của người khác á. Là cách thứ nhất á là đăng nhập bằng số điện thoại, và thứ hai á là đăng nhập mật khẩu vô. Đây, số điện thoại đây mình nhập số điện thoại vô. Nhập mật khẩu của người khác vô thì mình sẽ đăng nhập cái Zalo của người khác vô. Thì cái cách này thì mình theo dõi người ta sẽ không được, nên mình đâu có xin được mật khẩu người ta đâu mà để theo dõi nha đại đình. Thì mình sẽ sử dụng cách thứ hai, đó chính là cái cách quét mã nha đại đình. Đây cái quét mã đây. Đây mình sẽ vô cái phần quét mã là nó hiện được cái mã như thế này. Thì trên cái điện thoại của người ta, mình muốn theo dõi cái điện thoại nào thì mình cầm cái điện thoại đó lên nha đại đình. Đây, cầm điện thoại đó lên và vô cái chữ Zalo. Đây vô chữ Zalo và vô cái chữ thêm nha. Ví dụ đây nói là vô chữ thêm. Cái chữ thêm này đây là mình thấy ở trên này nè, là nó có cái chữ mã, cái mã nè, để dành mình quét mã rồi lên. Thì mình sẽ nhấn vô đây. Đây và mình sẽ đưa vô cái mã cái điện thoại này. Đây. Đó. Đây, xong mình sẽ bấm vô cái chữ đăng nhập nha đại đình. Đăng nhập. Đây bây giờ mình sẽ trở về cái tin nhắn thì nó sẽ báo nè, đăng nhập Zalo trên máy tính đã thành công. Thì mình sợ người ta biết là mình theo dõi điện thoại người ta thì mình nên xóa bỏ cái tin nhắn này, là toàn bộ người ta sẽ không biết nữa. Đây, xóa bỏ cái tin nhắn này xong, đây là tất cả hành động gì trên cái điện thoại này là cái điện thoại này đều theo dõi được hết, đọc tất cả tin nhắn luôn, thậm chí là nhật ký nè, danh bạ nè, danh bạ của người ta mình sẽ coi được á, là người ta ai luôn nè, danh bạ là tin nhắn, mình đọc được tin nhắn, cho dù á, tin nhắn đã ẩn rồi, ẩn cái vô cái phần ẩn tin nhắn á, là người ta đã ẩn tin nhắn rồi luôn, nhưng mình vẫn là coi được bình thường hết trơn nha đại đình. Đây đại đình thấy rất là nguy hiểm không, chỉ cần một bước thao tác nhẹ thôi, không cần xin mật khẩu, không cần gì hết trơn, nhưng mà mình vẫn đăng nhập Zalo. Đây là cái chức năng á, là đăng nhập Zalo nhanh trên máy tính, thì mình có thể là dùng cách này để theo dõi người khác, coi người ta làm gì. Còn thứ hai á, là mình muốn nói cho đại đình luôn, là đây là đang theo dõi nha đại đình. Cái thứ hai á, là bây giờ á, mình muốn mà biết cái điện thoại của mình á, là có bị người khác theo dõi hay không á, thì mình thao tác theo thức nha. Đây là mình vô cái phần Zalo. Đây mới đầu thí dụ mình sẽ vô Zalo nè. Xong mình vô chữ thêm nha. Vô chữ thêm, xong mình sẽ vô cái phần cài đặt. Đó. Đây, vô cài đặt, xong vô tài khoản và bảo mật. Ta nhớ nha đại đình. Tài khoản và bảo mật. Mình sẽ vô cái phần lịch sử đăng nhập. Đây nè, đây là cái máy hồi nãy nó mới là theo dõi mình nè. Thì mình thấy vậy thì mình sẽ đăng xuất ra nha. Bây giờ mình sẽ đăng xuất cái phần này ra. Đăng xuất nè. Đăng xuất. Thì mình đã coi cái vô đây nè, là mình thấy cái nào mà hiện xanh lên là mình sẽ đăng xuất ra, là người ta sẽ không theo dõi được mình nha.
thì nè, trên cái điện thoại là mình đã đăng xuất ra rồi nè, bây giờ để vô không được nữa, trừ khi cầm cái điện thoại này lên quét mã nữa nó mới vô được nha đại đình. Như vậy là khá không bao giờ đăng nhập được nữa. Thì đây á là hai cái cách mà để nhận biết á, là cái điện thoại. Cái cách á là một cái cách thứ nhất á, là để mình theo dõi Zalo người khác. Cách thứ hai á, là nhận biết cái được cái Zalo mình có bị theo dõi hay không. Thì đại đình thấy hay có hữu ích á, thì hãy like, subscribe, đăng ký kênh cho mình. Hoặc là có những câu hỏi gì nhớ comment bên dưới cho mình nha. Và hãy ủng hộ hai kênh Công Thức TV và Công Thức Vlog của mình nha đại đình. Thôi mình xin cúp clip đây nha. Bye.